Cô nó bán thì ngoại thương ngoại nhất mình không lấy được. Rồi có cái nghề phải có cái kiểu, ví dụ như là nghề giáo viên đấy. Giáo viên thì chị Hoài cháu đấy, chị Hoài cháu là cô giáo đấy. Ok bà. Thế mẹ mẹ định hướng cho cháu theo ý con là con muốn hướng cho cháu học bác sĩ, học cổ truyền đấy, mẹ động viên cháu tí. Có được không mẹ, con chọn cho cháu ngành y học cổ truyền, bác sĩ học cổ truyền có được không? Đấy. Cháu không học được bạn. Cháu học giỏi đấy, cháu khiêm tốn đấy. Cháu mỡ còn học giỏi nhất, gần nhất trường làm liên đội phó đấy bà. Cháu Quyên là liên đội phó ở trường rồi đấy. Liên đội phó nhưng mà phải học giỏi, chứ còn đây là phó mà không học giỏi thì chán lắm. Ý là nó cháu tốt nữa. Bà chọn nghề cho cháu Phương Mai tí nào, sau này già cháu Ê, Phương, cháu Mai. Phương Mai. Này Mai Mai. Bà chọn nghề cho cha cụ chọn nghề cho cháu nào. Đấy. Cụ chọn nghề cho cháu Phương Mai nào. Đấy. Mai nào có nghề.